Kính chào quý cha mẹ đến với chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu. Hôm nay bác sĩ Phúc xin chia sẻ với cha mẹ về một vấn đề là trẻ sơ sinh có cần nằm gối không? Việc mà cho trẻ sơ sinh mà nằm gối thì chắc là mình cũng không có xa lạ gì. Tức là mình có dễ thấy là bé thường hay là được có là cho nằm gối. Tuy nhiên mình được biết là cái trẻ sơ sinh là cái cấu trúc cơ thể nó sẽ khác so với người lớn. Nhất là cái phần đầu là cái phần óc nó sẽ nhô cao hơn so với cái tỷ lệ cơ thể, cho nên thường nếu mà mình cho trẻ nằm cái gối lên nó như vậy nè, thì thường trẻ nó sẽ cái đầu bé nó sẽ hơi cụp lại vậy nè, thì khi đó thì cái tình trạng cái đường thở của trẻ nó sẽ không có được thông đó, thì khi trẻ nó sẽ ngủ có thể dễ bị ảnh hưởng cái đường thở hơn. Do đó thì thường người ta khuyến cáo là thường hay cho trẻ là chỉ nên nằm ngủ trên một cái mặt phẳng. Có thể là mình lấy một cái khăn nhỏ mình gấp làm hai như vậy ha, và mình để cho bé nằm như vậy, thì như vậy sẽ giúp cái đường thở bé nó được thẳng và nó được thông tốt hơn. Ngoài ra đó thì ông bà xưa mình thường hay thứ nhất là có thể chêm hai bên này, hoặc là bây giờ người ta có sử dụng những cái gối mà có khoét cái lỗ để là cho bé nó nằm tư thế như vậy, tức là đầu ngửa lên trời, với mục đích là để cho đầu bé nó tròn đều và không có bị mớp. Tại vì như ta đã biết là trong 3 tháng đầu cái xương sọ bé nó mềm, bây giờ nếu mà nằm một tư thế ví dụ như nghiêng một bên như vậy thì nó sẽ bị mớp một bên. Tuy nhiên thì cái đó cũng không được khuyến cáo. Tại vì sao? Khi bé nằm ngửa như vậy thì khi mà bé nó có ọc, nó ói gì đó thì sữa nó không trào ra ngoài được, dễ làm cho bé nó hít sặc vô phổi. Thì vậy cái tư thế nào là phù hợp với bé? Đó là vẫn làm cái khăn mỏng và đầu nghiêng một bên. Tất nhiên là khi mình nghiêng một bên như vậy sẽ có cái lợi. Thứ nhất là bé nó ọc vậy nó sẽ trào ra ngoài, nó không có hít sặc vô phổi. Và nghiêng như vậy thì mình lưu ba mẹ lưu ý là sẽ nghiêng đều hai bên. Tức là bên này thì một giấc ngủ, và sau đó giấc ngủ sau có thể mình đổ qua một bên như vậy đó, thì là sẽ giúp bé nó được có một cái đầu tròn đều và đẹp. Thứ hai nữa là giảm nguy cơ bé nó ọc ói và nó bị sặc sữa. Vậy thì ba mẹ sẽ thắc mắc là khi nào con mình nó là sẽ được là nằm gối. Thì theo khuyến cáo chung thì cái lứa tuổi mà phù hợp để nằm gối là khoảng 18 tháng đến khoảng 24 tháng, tức là 2 tuổi. Mình có thể lựa chọn cho bé một cái gối mềm nhỏ để nằm. Thì bởi vì lứa tuổi này thì bé nó đã xây trở tốt rồi, thì sẽ hạn chế được tình trạng là bé nó bị có thể là quay úp mặt vào cái gối, có thể là ảnh hưởng úp mũi vào cái gối đó, thì làm cho bé nó ảnh hưởng cái đường thở. Đây là một số thông tin mà bác sĩ muốn chia sẻ đến cha mẹ. Nếu cha mẹ thấy hay thì hãy chia sẻ đến nhiều người hơn nữa. Nếu có thắc mắc hay là trao đổi gì thì hãy để bình luận phía dưới. Xin hẹn ba mẹ đến chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu trong tuần sau nhé.